Để cho con hỏi hai vị tôn giả Giác Quyên và tôn giả Sáng Nhiên có phải là huynh đệ hay không? Tôi khổ quá quý vị ơi. Xin nói như vậy ha, đừng có dùng cái từ tôn giả, nó kỳ lắm. Ở trong kinh tạng á, thì chỉ có nhắc đến như là tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên. Thành ra cái từ tôn giả nó là một cái từ, thứ nhất nó là từ cổ, thứ hai nó rất là cao sang. Thành ra một vị sư mình bây giờ mà mình dùng cái từ tôn giả nó kỳ lắm, nó kỳ lắm, nó kỳ y như là bây giờ mà người nhà với nhau bây giờ nè, quý vị nói với nhau mà quý vị dùng cái từ huynh đệ, huynh huynh thấy như này nè, đệ nên bla 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 thì nó kỳ lắm, hoặc là tỷ muội nó kỳ lắm, nó từ cổ. Hoặc là vợ chồng với nhau mà chàng chàng ơi hoặc là thiếp ơi, nó kỳ ghê lắm đấy. Cho nên sư đề nghị là chúng ta không có nên dùng cái từ tôn giả. Nếu như mà quý vị kính trọng á, có thể dùng cái từ ngài. Thậm chí là các sư á, mà khi khi mà sư nói với những cái vị mà lớn hơn mình ấy, thì sư đều gọi các ngài là ngài. Ví dụ như thưa ngài con thấy như vậy, hoặc là bạch ngài, hoặc là nếu mà gần gũi, trời ơi ngài ơi con nói ngài nghe như vậy nè, tức là nói chuyện thì cũng đã xưng xưng một cái kính trọng là ngài. Còn trong Phật giáo á, Nam Tông thì nó lại một cách gọi kính ngữ khác là phàn tê. Thưa phàn tê, tức là những cái vị mà lớn hơn mình á thì đều gọi là phàn tê đấy. Thì như vậy á, thứ nhất là mình kính ngữ, thứ hai là mình không có lỗi, mà nghe nghe nó quen, nghe nó quen cũng không mất kỳ. Chứ còn mà quý vị thiếu tôn giả nó kỳ lắm, nó thiệt kỳ lắm ha. Rồi còn một cái vấn đề nữa thì sư không biết, câu hỏi của gì sư không biết, tức là ngài Giác Nguyên và ngài Sáng Nhiên thì có phải huynh đệ hay không, thì thật sự mình nói sư không biết, tại vì sư không có để ý, sư không có để tâm, nên sư không biết. Sư chỉ biết là ngài Pháp Nhiên, ngài Pháp Nhiên trụ trì chùa Siêu Lý đó, là huynh đệ với là anh em với ngài Giác Nguyên thôi. Cho nên có thể là quý vị nhầm tên. Cũng có thể đấy,